À, xin được chào toàn thể mọi người. Nay em về được cái thang này giới thiệu mọi người. Để đặt hàng thì xin liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747. Giá của các mặt hàng là chưa bao gồm phí ship. Còn một số thông tin thêm về giao dịch thì mọi người quan tâm có thể tham khảo thêm trong phần mô tả của video đấy. Này thì có cả chữ F rất là nhiều. Nè, có không đồ nghề nữa. Xin được đi vào chi tiết luôn. Đầu tiên là số 1 kìm đa năng, kìm cắt dây, cắt đuốt dây, bấm cốt này, theo bấm cốt nữa. Cái của SK11 này. Chiều dài cái này nó là 22 phân. Rồi, cái này số 1 giá là 130. Cái số 2. 2 cũng cùng loại đấy. SK11 luôn. Dài 22 phân. Cái này số 2 giá 130 nữa. Cái số 3 cái kìm điện. Cái này có Mary. Mary. Mary xà vàng. Rồi, vỏ thì còn lành nặng cả. Phần ra với phần lưỡi cắt nữa còn rất là đẹp. Cái này số 3 đó là giá cái này 200. Cái này giá nó dài, chiều dài nó là 19 sẽ đây 19 phân. Số 4. Cái này Fujiya này. Dấu dít này. Cái này số 4 giá là 240, chiều dài là 21, dài 21 phân.
cũng làm là cái kèm cộng lực mini, cái này của MCC, MCC Java. Dây dây kẽm B40, kẽm B40. Dài là 21 phân ạ. Cái này là số 5, giá là 150. Cái số 6, cái này còn hit IT giá bằng cái này, miệng này lưỡi là kiểu này đấy, đấy nó có khuyết hai chỗ này vào đấy. Cái này số 6 ạ, số 6 giá 150. Chiều dài cái này được 21 năm. Số 7. Số 7 cái MCC. Cái này thì lưỡi nó ngắn hơn. Cái này lưỡi được hơn phần. Phần 1 ạ. MCC. Cái này số 7 giá là 150. Số 8. Số 8 cái kềm miệng nghiêng. Kềm miệng xéo, lưỡi xéo đấy. Số 8 thì giá là 160 của MCC. Cây số 8 giá 160. Cây số 9. Cây số 9 thì kéo bàn nữa, kéo bàn nữa đấy. Còn hít. Này, xa bàn. Loại này thì dùng để cắt dây đai, nó chỉ cắt được vào đây thôi nhé. Vào đây nó vướng rồi không cắt được ra nhỉ. Chuyên dụng để cắt dây đai, những cái dây đai thép buộc kiện hàng các thứ đấy, cắt thì rất là ngọt. Đây phần lưỡi của nó là đây được 30, 32 đi. Này. Rồi, cái này số 9 ấy, giá là 160. Số 10. Số 10 cái đuôi chuột bằng tốt. Cái này thì có một đầu thôi. Con đầu 19 ạ. Đầu 19.
phong nào cũng rất là đẹp, cái sắc nét rồi gần như là không có, rất là cứng. Là chiều dài là 31 phân. Số 10 giá là 120. Số 11. Số 11 giá 120 nữa. Cái này MCC. Số 19 nữa. Cái này cũng có một đầu. Rất là đẹp. Đấy, 31 phần, chiều dài 31. Số 11 giá 120. Số 12. Số 12 là cây đuôi chuột là 17 19, 17 21. Super. Rất ít. Dài 31. Cái đuôi nó hơi cong một chút này. Cong khúc này. Là cái này số 12 giá nó 150. Rồi cái số 13 là cái kìm bấm cốt. Rồi cái này còn mặc veo ạ. Mặc veo số dít ở bên đây. Chức năng còn đầy đủ. Cái đầu cốt này có 4 lỗ cốt 1.25, 2.5, 5.5 và 8 chấm. Chiều dài cái này này. Đây cái này 26 năm ạ. Số 13 giá là 230. Số 14 là cây mỏ nết răng của MCC 250 mini. MCC. Cái số gì? Cái nó sơn vô. Phần răng rất là đẹp. Cái này miệng mở tối đa là này, tầm 4 phần 40 phần 4 phần ạ. Cái số 14 là giá là 200. Cái số 15 MCC 250 nữa. Cái
này giá số 15 giá là 200. Số 16. 16 cây này là của Notter 350 mini ạ. Bảo thời gian là 6 phân. Rồi, cái này súng 16 giá là 300. À, súng 17. 17 là cặp cả họ. Cái này hiện tại nó đây là 150 mini 60. Đây, 60 là chiều đen. Rồi ta đến tim. Đây, tâm của cái cây này là 60. À. Có mấy cũng bảo là ra 150. Đây, mà tối đa là 150. Tức rưỡi đấy. Thì hai cây này, cặp này hai cái loại khác nhau. Cây này thì cũng tốt. Cây này thì nó gồm ở đây. Cùng kích thước. Đó, cặp này số 17 giá là 250. Này số 18. Đây logo đây, 250 mini và 80. 80. Đây là 80. À chỗ đây mở hết, miệng mở hết là 250 ạ. Mở hết ra. Rồi cái này số 18 giá 180 ạ. Rồi cái số 19. Số 19 thì cái này là 300 mini. 300 mini 80. Miệng ra bây giờ là 3 tấc. Cái này số 19 á, giá là 220. Số 20. 20 cũng cây đấy. Cũng cây như vậy, 20. Đây cái này thì nó còn tem. Đây 380. Ờ, cái này giá cũng 200, giá là số 20 giá 220 luôn. Cái số 21, 21 thì còn tốt. Đây, cũng
380 với cây trước. Cái này số 21 giá là 220. Rồi, số 22. 22 cái này của top. Này 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 mà miệng mà tối đa ra 100 này. Không nó nào cũng 100 thôi. một tấc này. Ở cái này cái phần đầu nó bị cắt vẫn khúc này. Cái loại này rất là dài so với loại trước này. Này số 22 giá là số 22 giá 220. Tay quay này thì không bao giờ sợ hư nữa. Không biết khi nào mới hư được tay quay này. Số 23. Này 23 cái này motor. Cái này là 20 phân, miệng tối đa 20 phân. Không nó 10 phân. Đây còn rất là đẹp. À, cái số 23 giá là cái này là 300. Cái số 24. 24 của hàng tốt. Thân thì hơi bị đen rồi. Đây đây 300 120. Rồi, cái này biểu mở ra là 3 tấc. Khoảng đây là nó là 12 phân. Cái này số 24 giá 320. Số 25 là xoăn cây. Cái này cũng 300 và 120. Nó có hai thông số chính là miệng là 300, 3 tấc. Miệng mà 3 tấc và cái đây khoảng không đây nó là 120 tấc 2 ấy.
Đây là cây số 25, 25 giá 340. Cây số 26, 26 cũng có sân cây. Cái thông số nó là 300, 120. Rồi, cây này số 26 giá 340. Nãy là cây số 25 cũng giá 340 luôn, không biết có nói nhầm không. Rồi, em xin được kết thúc phần 1 ở đây.